5 cm. Sau hơn 30 năm, xưa chỉ cao chưa tới 1 mét và chỉ nặng 12,5 kg, như hình dáng của một đứa trẻ tiểu học. Đây là một trong 17 ca sinh hiếm gặp trên thế giới suốt 100 năm qua. Và với hình hài nhỏ bé như thế, khi mới sinh ra, sư Nhuận Pháp được các bác sĩ chẩn đoán sẽ sống không qua khỏi tuổi 13. Điều kỳ diệu là đứa trẻ ấy vẫn sống khỏe mạnh cho đến hôm nay. Lúc mới sinh ra thì nhỏ bằng cái chai sữa đậu nành thôi, thì cũng không có nghĩ là chú sống, cho nên không có cân. Với hình dạng quá nhỏ bé so với các bạn đồng trang lứa, gặp không ít khó khăn khi đi học, nên gia đình đã đưa cậu bé Duy Phương vào ở trong chùa khi mới 10 tuổi. Và đến khi vượt qua được ngưỡng cửa sinh tử ở tuổi 13, cậu bé ấy đã quy y cửa Phật. Nhìn những nét thư pháp uốn lượn trên tấm vải mành, khó ai có thể tin rằng vị sư này lại có thể viết thư pháp một cách điêu luyện khi một chữ bé đôi cũng không biết. Cơ thể nhỏ bé, trí nhớ lại không ổn định. Khi nhớ, lúc quên, nên cho đến nay, sư vẫn không biết chữ. Chữ tiếng Việt thì không nhớ, nhưng các nét thư pháp lại thuộc nằm lòng. Để viết được một bản chữ thư pháp, sư Nhuận Pháp phải dựa vào mẫu chữ thô như thế này. Sau đó bắt chước, biến hóa sáng tạo thành những nét thư pháp uốn lượn. Cùng với chiều cao chưa tới 1 mét, năm 2013, sư Nhuận Pháp được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục ông đồ nhỏ nhất Việt Nam. Mới học ABC thôi, về cô giáo dạy thôi. Giống như là học hoài không nhớ, tự nhiên không biết chữ Việt mà không nhớ mà tưởng thư pháp phải nhớ. Tự nhiên không biết, tự nhiên cái nét của thầy, theo cái nét của thầy là chú tự nhớ trong đầu hết. Mới đầu viết thì thời gian nó cũng mấy giấy nó hư hoài, dục hoài à. Cũng 2-3 năm thì mới viết được, mới chuẩn được nhiều. Còn bây giờ thì cũng hơi chuẩn được. Sau một thời gian dài khổ luyện, đến nay, sư Nhuận Pháp đã được nhiều người cả trong và ngoài nước biết đến bởi tài viết thư pháp. Không chỉ viết thư pháp trên giấy, vải mành, sư Nhuận Pháp còn có thể thả nét uốn lượn trên đá cuội. Viết thư pháp trên giấy đã khó, viết trên chất liệu đá cuội lại càng khó hơn. Nhưng chính nhờ sự kiên trì, quyết tâm luyện tập, đến nay, sư Nhuận Pháp đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm viết chữ trên đá. Không chỉ được biết đến với tài năng thư pháp, sư Nhuận Pháp còn khiến mọi người kinh ngạc hơn bởi khả năng võ thuật điêu luyện của mình. Mặc dù thân hình bé nhỏ, sức khỏe hạn chế, nhưng sư Nhuận Pháp vẫn quyết tâm học võ. Đến nay, sư có thể biểu diễn các đường võ thuộc các môn phái khác nhau như võ thiếu lâm, túy quyền, thái cực quyền, võ khỉ. Cũng vì luyện võ quá mức đã khiến sư bị nhồi máu cơ tim, trải qua cơn thập tử nhất sinh vào cuối năm ngoái. Nhưng chính nghị lực sống diệu kỳ đã mang con người bé nhỏ này ở lại với thế gian. Thì không có thầy nào dạy. Thì chú tự học từ lúc 4 tuổi tới giờ, không phải là chú đam mê cái về võ thuật đâu, mà vì sức khỏe nó hồi đó nó quá bệnh hoạn rồi, nên chú phải học để cho nó cứng cáp, để cho nó khỏe mạnh. Sức khỏe yếu hơn kể từ khi bị bệnh. Bây giờ sư Nhuận Pháp không còn luyện võ nhiều như trước, mà ngày ngày tìm vui với cảnh vật thiên nhiên. Và vị sư bé nhỏ này vẫn kiên trì luyện chữ mỗi ngày để cho ra đời nhiều tác phẩm thư pháp hơn.